Thì Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam và ngay sau đây là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên cho biết Việt Nam tăng cường sự giám sát người đi và về từ vùng dịch bệnh Hồ Bắc của Trung Cộng. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh lạ diễn biến phức tạp tại Vũ Hán, Hồ Bắc ở Trung Cộng, để phòng dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng Cộng sản Việt Nam đã có văn bản yêu cầu tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng. Bên cạnh đó cũng tổ chức đo thân nhiệt bằng máy đo từ xa và quan sát tình trạng của tất cả các khách nhập cảnh có liên quan tới thành phố Vũ Hán, Trung Cộng, cách ly ngay các trường hợp có nghi ngờ để phát hiện sớm ca bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Tin cho hay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào hôm 11 tháng 1 vừa thông báo, virus gây ra bệnh viêm phổi lạ xuất phát từ Trung Cộng là một chủng virus mới thuộc họ coronavirus. Đây là một họ virus lớn, có thể gây bệnh từ nhẹ cho đến nặng. Một số chủng có thể lây truyền từ người sang người. Loại virus gây bệnh ở Vũ Hán thuộc họ này, nhưng là một chủng mới, có thể gây bệnh nặng ở một số trường hợp, nhưng chưa dễ dàng lây từ người sang người. Việt Nam đứng thứ 9 các nước nhập trái cây tươi của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 1, tại buổi ra mắt thương hiệu Sunkist ở thị trường Việt Nam, đại diện Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, Việt Nam đang hiện là thị trường tiêu thụ trái cây lớn thứ 9 trên toàn cầu của Hoa Kỳ. Ở chiều ngược lại, Hoa Kỳ cũng là thị trường lớn thứ 2 của trái cây Việt Nam. Được biết, trong hơn 40 loại cam của Sunkist, trước mắt Việt Nam đã cấp phép cho 3 loại cam quýt của Hoa Kỳ vào thị trường với gần 100 triệu người dân này. Dự kiến sẽ có thêm một số loại chanh, cam Mỹ khác cũng đang chờ giấy phép vào Việt Nam trong thời gian tới. Được thành lập vào năm 1893, Sunkist Growers là một hiệp hội phi lợi nhuận thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi hàng ngàn người nông dân trồng cam quýt tại California và Arizona của Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ kỳ vọng trong năm 2020, xuất cảng trái cây tươi từ Hoa Kỳ vào Việt Nam sẽ tăng cao khi có sự góp mặt thêm của cam Navo đến từ California. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phạt Coca-Cola Việt Nam 35,4 triệu Mỹ Kim vì trốn thuế. Vào ngày 10 tháng 1, Tổng cục Thuế cáo buộc hãng Coca-Cola Việt Nam đã vi phạm về kê khai sai, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định, nên đã bị phạt và truy thu hơn 35,4 triệu Mỹ Kim. Theo đó, doanh nghiệp này phải chấp hành việc xử phạt trong vòng 10 ngày tính từ ngày 25 tháng 12 năm 2019. Tuy vậy, tính đến cuối ngày 9 tháng 1, Cục Thuế ở Sài Gòn xác nhận rằng Coca-Cola chỉ mới nộp được 1,6 triệu Mỹ Kim. Đáng lưu ý, liên quan đến cáo buộc Coca-Cola Việt Nam trốn thuế, các báo nhà nước cho thấy sự bất nhất về số liệu. Vào hồi tháng 7 năm 2019, báo Diễn đàn Doanh nghiệp cáo buộc Coca-Cola Việt Nam 20 năm qua chưa đóng một xu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong khi đó, phía doanh nghiệp này lại khẳng định rằng trong 20 năm qua đã nộp khoảng 150 triệu vào ngân sách nhà nước, trong số đó khoảng 32 triệu Mỹ Kim là tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Bản tin cập nhật vụ Đồng Tâm. Thưa quý vị, vào chiều ngày 10 tháng 1, thi thể của cụ Lê Đình Kình, người dân xã Đồng Tâm đã được đại diện xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ở Hà Nội bàn giao cho bà Lê Thị Nhung là con gái của cụ Kình để mai táng theo phong tục địa phương. Trong chiều cùng ngày, chính quyền địa phương cũng đã thả 8 người bị cáo buộc có liên quan đến việc chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm. Trong số này có 4 người trong gia đình của cụ Lê Đình Kình, bao gồm vợ, con dâu và cháu dâu. Tin cho hay, lực lượng công an đã đánh úp người dân Đồng Tâm khoảng 9.000 người. Đa số ý kiến cho rằng, hành động ập vào cắt khóa tại nhà dân vào lúc rạng sáng, giết người và khuân hết đồ đạc này được xem là hành động cướp bóc. Thông tin công an chết thì vẫn đang mù mờ, có thể đây chỉ là một màn kịch. Cụ Lê Đình Kình được cho là người đại diện ký các đơn thư khiếu kiện về khu đất có liên quan đến phi trường Miếu Môn gửi đến chính quyền Hà Nội, Thanh tra Chính phủ cùng với nhiều cơ quan hữu trách khác vì cho rằng diện tích đất ở Đồng Tâm có nguồn gốc đất nông nghiệp, không phải là đất quốc phòng và có sự chênh lệch về đo đạc. Thưa quý vị, sau vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm, báo chí nước ngoài đã tìm cách liên hệ trực tiếp với người dân Đồng Tâm sau đó nhưng đều không được.
Ngoài thông tin từ các báo chí Cộng sản Việt Nam, đó là buộc tội người dân Đồng Tâm, thì các thông tin chính thức từ chính người dân Đồng Tâm lại chưa được đầy đủ. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm 9 tháng 1, các phóng viên nước ngoài đã yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam cho phóng viên tiếp cận hiện trường vụ đụng độ. Lời hứa duy nhất cho đến giờ từ Bộ Ngoại giao là phía Việt Nam sẽ xem xét lời đề nghị này. Nhận định về điều này, blogger Nguyễn Ngọc Già đã nói rằng Điều 70 của luật đất đai năm 2013 đã quy định rất rõ. Đó là việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, khách quan, bảo đảm trật tự an toàn theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế phải được thực hiện trong giờ hành chính. Điều này có nghĩa rằng toàn bộ quá trình cưỡng chế người dân Đồng Tâm từ khuya ngày 9 tháng 1 là hoàn toàn vi phạm pháp luật, phi nhân tính và chà đạp nhân quyền. Phụ nữ sống ở thành thị ngại sinh con, thưa quý vị. Tại buổi họp đầu năm của chính quyền thành phố Sài Gòn được tổ chức hôm 6 tháng 1, ông Nguyễn Thiện Nhân, đại diện của chính quyền cho biết hiện tỷ lệ sinh sản tại thành phố Sài Gòn là 1,3 con trên một phụ nữ, được xem là thấp nhất so với mức sinh trung bình của cả nước là 2,1 con cho một phụ nữ. Nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch trên được cho là do lao động nữ sống tại thành phố Sài Gòn phải làm quá nhiều nên không có thời gian cho gia đình, dẫn đến việc không muốn sinh con. Thống kê cho thấy, bình quân người lao động Việt Nam làm 44 giờ cho một tuần, nhưng riêng ở thành phố Sài Gòn là tới 54 giờ trên một tuần. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc phụ nữ ngày càng ít sinh con cũng là xu thế chung của thế giới, chứ không chỉ riêng tại Việt Nam. Được biết, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số. Dự báo Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già vào năm 2035, khi mà tỷ lệ người cao tuổi tăng lên tới 20% với khoảng 20 triệu người. Nhận định về vấn đề này, các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu hạn chế sinh con thì sẽ dẫn đến nguồn lực dân số bị hạn chế, từ đó ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế xã hội. Thưa quý vị, nước sông đổi màu khiến cho tôm cá chết hàng loạt tại Thanh Hóa. Vào sáng ngày 11 tháng 1, đại diện huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân khiến cho tôm cá chết bất thường trên sông. Theo phản ánh của người dân thì từ ngày 6 tháng 1, họ đã phát hiện nước sông Quyền đổi màu, xuất hiện nhiều bọt trắng. Dòng sông có lúc biến màu như màu cà phê sữa, nổi váng và bốc mùi hôi thối. Đây là khu vực ghi nhận có nhiều loài cá tôm và lương chặt chết hàng loạt. Chính quyền bước đầu nhận định nguyên nhân dẫn đến thủy sản chết bất thường trên sông Quyền có thể do nước thải của một nhà máy chế biến tinh bột sắn tràn ra ngoài. Vào ngày 10 tháng 1, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra hệ thống công trình thu gom, xử lý nước thải tại nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất cảng Như Xuân, song chưa phát hiện dấu hiệu xả thải bất hợp pháp. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước, xác tôm cá chết đưa đi phân tích để tìm nguyên nhân. 50 container gỗ quý đã bị phát hiện ở Sài Gòn. Hải quan thành phố Sài Gòn hôm 11 tháng 1 cho biết đã phát hiện hơn 1.000 mét khối gỗ quý, ước tính có giá hơn 10 tỷ đồng, được đưa từ châu Phi về cảng SPITC ở quận 9 thành phố Sài Gòn trong 50 container. Lô hàng do công ty Invi Á Châu, trụ sở tại quận Bình Thạnh đứng tên. Trong mỗi container chứa hàng chục mét khối gỗ vuông lớn. Lô hàng được khai báo là gỗ gõ, xẻ hộp, chưa qua chế biến. Tuy nhiên, giám định cho thấy đây là giáng hương Tây Phi, là loại gỗ quý nằm trong danh mục CITES thuộc Công ước Quốc tế. Theo quy định, muốn nhập cảng loại gỗ này phải có giấy phép của nước xuất cảng và nước nhập cảng. Giới hữu trách cho biết, khi đại diện doanh nghiệp đến nộp hồ sơ làm thủ tục nhận hàng, lực lượng chức năng đề nghị xuất trình hàng hóa để kiểm tra theo quy định, thì người đại diện của công ty Invi Á Châu đã tránh né và không hợp tác. Vụ việc đang mở rộng điều tra. Thưa quý vị, một nam sinh lớp 9 đã phải cắt bỏ tay vì học chế pháo trên YouTube. Bệnh viện Việt Đức vào ngày 10 tháng 1 cho biết đã vừa tiếp nhận một nam sinh 15 tuổi thường trú tại Hải Dương trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng do tự chế thuốc nổ. Theo người nhà bệnh nhân thì em đã xem cách chế thuốc nổ trên mạng xã hội YouTube, sau đó lên mạng để tìm mua thuốc nổ KC Claw O3 Lưu Huỳnh để làm theo.
Khi em đang nghiền thuốc thì bất ngờ phát nổ. Bệnh nhân sau đó đã được các bác sĩ phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải, đồng thời cắt lọc, nối gân, làm sạch và khâu vết thương phần mềm. Trước đó vào ngày 7 tháng 1, bệnh viện trên cũng tiếp nhận một bệnh nhân khác 44 tuổi, thường trú ở tỉnh Hà Nam với nhiều thương tích do pháo. Các bác sĩ khuyến cáo, tự chế pháo sẽ dẫn tới hiểm họa khôn lường. Các chấn thương xảy ra trong trường hợp này thường rất nặng và để lại hậu quả đáng tiếc. Do đó, người dân cần phải tuân thủ chấp hành các quy định về quản lý cũng như sử dụng pháo nổ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam của Đài truyền hình VTV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào!